đã quay trở lại kênh Thu đây. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một món mì Ý nhé, gọi là spaghetti carbonara. Cái spaghetti này tức là gọi là spaghetti trộn với trứng sống các bạn ạ. Để làm cái món này thì nguyên liệu của chúng ta chuẩn bị rất là đơn giản các bạn ạ. Ở đây là loại mì spaghetti đây, dùng loại này, loại thanh dài các bạn nhé. Thì mình làm cho hai người, mình dùng khoảng 100 đến mình dùng khoảng 200g. Cái mì này chúng ta sẽ đem đi luộc, và nó ghi luộc đằng sau là 8 phút. Thì khi được khoảng 6-7 phút, các bạn kiểm tra xem mì được rồi thì các bạn bỏ ra, chứ không đến 8 phút đâu. Từ vì nếu luộc đến 8 phút thì nó rất là nhũn mì, không thể ngon được. Cái món này tiếp đến là dùng thịt, đây là thịt dọi các bạn này. Cái loại thịt dọi này thì chúng ta mua sẵn ở cửa hàng, hoặc là các bạn tự mua vào băm. Thì cái loại chỗ này mình dùng khoảng 125g, đúng cái hộp này người ta đã băm sẵn rồi các bạn này, cắt băm sẵn rồi. Hai quả trứng, tí dùng hai lòng đỏ trứng gà. Rồi đây là cái phô mai parmesan. Phô mai này là thuộc diện kiểu như phô mai khô đấy các bạn này. Phô mai khô này. Đó. Thì khi làm thì chúng ta sẽ phải mài ra nhé. Thì cái mài này này mình dùng, đây là phần mài, cái để mài đấy các bạn này. Thì các bạn sẽ mài dọc theo cái này. Mài dọc cái này thì chúng ta sẽ được cái phần phô mai cần phải mài. Thì đây, đấy, mài với cái độ nhỏ nhất. Đó. Đấy, mình đã mài rồi đây các bạn nhé. Thì chỗ này ta dùng khoảng 1 lạng đến hơn 1 lạng phô mai. Và mình thích ăn nhiều hay ăn ít thôi. Một chút tiêu bắc các bạn. Một chút tiêu này. Và lá húng quế để cho thơm mùi cái phần spaghetti này, nó thơm mùi lên. Thì cái món này rất là dễ làm, cực kỳ dễ làm và chuẩn bị không có nhiều. Thế bây giờ mình sẽ đi luộc mì các bạn nhé. Và những phần này nước sôi rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho vào đây nửa thìa cà phê muối để luộc mì. Và mì đây mình sẽ làm đây, các bạn bẻ thôi nhé. Đó, các bạn bẻ cũng được mà không bẻ cũng được. Thì chúng ta đều luộc để đồng hồ nhé. Mình để đồng hồ ở đây sẽ là để 7 phút thôi. Người ta bảo 8 phút, mình để 7 phút. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đi làm ngay sốt các bạn nhé. Đó, mình để đồng hồ 7 phút. Khi sôi rồi mình sẽ về nhỏ lửa luôn. Đến 7 phút chúng ta kiểm tra xem cái mì của chúng ta đã chín chưa. Người Ý họ ăn uống rất đơn giản các bạn. Và đây là một trong những món cực kỳ đơn giản luôn. Họ chỉ khác của mình là họ ăn nhiều phô mai lắm các bạn ạ. Và mình cũng là người rất thích phô mai. Cái món mình đang muốn giới thiệu với các bạn ấy là món spaghetti Ý mà trộn với rô giờ là sốt trứng sống ấy các bạn. Món này là món mình rất là thích mỗi khi đi quán Ý ăn. Bởi vì mình rất thích ăn cái kiểu ấy cộng với phô mai nhiều. Thích ăn. Đó, mình muốn giới thiệu với các bạn luôn. Bởi vì nhà mình, con gái mình nó biết nấu cái món này, cho nên giới thiệu với các bạn một vài món mà người Ý, chính danh người Ý gọi là, chính xác là người Ý gọi là món như thế đấy. Nào, bây giờ mình làm tiếp sốt nhá. Các bạn thấy nhá, cái thịt bụng, thịt dọi. Cái thịt dọi mình mua ở nước ngoài này thì cái thịt này nó hầu như nó cũng có muối ở trong rồi, để cho các bạn biết. Nếu mà các bạn mua ở nhà thì có thể chưa có muối thì bạn cho thêm chút muối vào. Ở đây nó đậm đà, nó có muối rồi. Và bây giờ mình bật bếp rồi nhá. Bật bếp lên cỡ cao xem nó nóng đủ chưa. Khi nó nóng vừa rồi thì bạn cho thịt dọi vào cho nó. Chín lên và cho nó chảy mỡ ra. Đây 125g, bình thường những gì mình dùng 100g thôi. Vì thế do cái thịt dọi này nó có mỡ rồi, mình không cho dầu ô liu gì vào trong cái món này nhá. Các bạn đừng nỡ, lại cứ quen là món Ý cho dầu ô liu vào thế béo quá. Thế
Cho tiếp tục cho sốt tiếp, mình đã chia trứng ra rồi nhỉ. Lòng trắng và lòng đỏ riêng nhé. Mình chỉ cần là lòng đỏ thôi. Lòng trắng bạn cứ cho vào tủ lạnh để cho bạn dùng cho cái món gì khác. Thế sau đó mình cũng nghiền hết tất cả 100g phô mai parmesan rồi. Nghiền độ nhỏ nhất nè. Và bạn cần thêm một cái bát nữa. Và một thêm cái để quẩy. Thế để đánh. Nào bây giờ bếp nó lên rồi thì mình cho lửa nhỏ chút đi, không đấy. Ồ, không nó lại bị cháy thịt gọi của mình. Thế mùi nó thơm lắm. Cái thịt đúng ở Ý nó gọi là pancetta. Mỗi tội ở đây mình không tìm được cái đấy ra, ngoài mình đi siêu thận của Ý thì mình sẽ tìm được. Nên thôi mình lấy mỡ, thịt dọi bình thường cũng được. Không sao. Nhưng cái đấy không được kể người Ý, người ta sẽ bảo là không đúng. Thỉnh thoảng bạn đừng quên mà mì của bạn nhé, bạn phải thử mì không nó bị mềm quá. Lấy một cái mì ra cắn qua xem độ nó đã vừa không. Đây mẹ đang thử mì đây. Thế thử một miếng ở trong mồm thế vừa cho mình là được. Tí nữa đổ mì ra nhớ. Nào mình cũng thử vậy. Mình được xong được rồi, được rồi. Ok, rất là tốt. Khi nào bạn đổ mì ra cho cái món này, bạn nhớ giữ lại khoảng tới 50-100ml nước của mì nhá. Có thể cái đây mình cần cho tí nước cho vào sốt nữa. Nào. Thơm lắm. Chảy hết mỡ ra này. Bạn tự chọn cho bạn cái độ mà chín thịt dọi tới bao nhiêu của bạn. Mình thích là nó chảy mỡ nhiều như kiểu này. Nó có thể nó hơi xiêm xiêm nâu nâu chút. Để đến nó thơm, nhưng không mình không thích đen đâu. Mỗi người thích ăn kiểu khác. Bây giờ cho mình vừa rồi mình tắt bếp này. Thế các bạn tắt bếp nhá, cho nó không bắn. Bạn phải để cái thịt dọi ra đoạn bếp bên cạnh để cho nó nguội đi, không được nóng quá nữa. Thế thì mình đổ vào trứng để trứng nó không bị chín nhá. Thế phải để mình rất là đơn giản, bạn ấy trứng vào trong nhé. Thế bạn lấy nó đều lên. Bạn cho phô mai hết vào. Đấy, phô mai hết vào sợ ngẩng lên lần nữa. Chứ nhân bây giờ nó hơi bị đặc. Không sao, tí mình cho thêm nước của
mì vào mà. Thì nó sẽ đỡ đi. Cho thêm nước mì vào nó sẽ tự chảy hết ra mà, không lo là mất. Thế để bên cạnh, bạn đừng quên cho chút hạt tiêu vào nè. Và mình không cần cho thêm muối gì đâu nhé. Chắc là sao không cần cho muối nè. Đầu tiên là trong nước luộc của mì đã có muối rồi nè. Và trong thịt dọi của nước ngoài người ta hay có cho muối rồi, mình cũng không cần muối nè. Bây giờ thế, và phô mai cũng mặn lắm, mình cũng không cần muối đâu. Thế nhiều muối cũng không tốt đâu mà. Bây giờ cái này nó cái thịt dọi nó đã nhũ đi rồi. Nó nguội đi rồi. Đấy, mình đổ hết vào. Đấy, mình đổ hết vào. Ra được chút nè, tại vì nó thêm nước vào. Thế đây, sau đó cho con xin nước mẹ. Bây giờ mẹ vừa nãy mẹ cũng giữ lại cho mình chút nước nè, nước luộc của mì đấy. Bạn xem không nóng quá nhé, bạn đổ vào. Thấy chưa, nó mềm ra luôn. Thế thành cái súp rất là thơm. Thế nhưng mình cứ để nước bên cạnh, có thể mình cẩn thận đi, mình cứ biết mà nhé, đúng không? Cứ để chút bên cạnh. Ngoài nó đều lên nhé, trong màu nó rất là hấp dẫn. Đấy, ngoài lên. Bây giờ mình cho mì của mình vào, spaghetti vào. Mẹ lấy hết ra cho mình rồi. Thế đấy. Bây giờ cũng phải làm nhanh nhé, làm nhanh kiểu vì đũa tốt hơn. Người chỗ áo làm việc để đổi đũa được hơn. Thế lên cho nhanh tay này. Sao mình lại nên làm kiểu này, cho mì vào sốt? Người Ý người ta làm thế để cho chỗ nào mì nào và sốt nó gặp nhau, nó yêu nhau, nó quý nhau, nó dính vào nhau, ăn thế rất là ngon nè. Nó đầy đặn và nó vừa hết và nó không bị chỗ nào nó thiếu. Để bạn xem cái sốt của bạn này từ nãy nó vừa chưa. Nếu mà bạn nó chưa hài lòng, bạn bảo nó hơi bị đặc quá thì bạn vẫn còn có cái nước đúng không? Bạn cho chút vào. Đấy, cho chút tí vào. Cái món này mẹ mình rất là thích ăn nè. Mẹ yêu nhất cái món này, khi mà mình đi đâu đó trong cửa hàng Ý mẹ cứ đặt mỗi món này thôi. Đấy. Cuối cùng nếu bạn có thích, bạn cho thêm lại thêm chút hạt tiêu vào. Thế là xong. Xong cái món spaghetti carbonara, rồi spaghetti với sốt trứng trứng sống. Nào, đây mẹ. Đấy, nóng quá mẹ. Con để lên đây cho. Đấy. Sốt nó dính chặt vào, ngon không? Và đó mọi người nhìn thấy cả toàn phô mai ngon ha. À, nhiều phô mai ngon nè, nhưng nó dính vào trứng rất là ngon, nó dính vào mì rất là ngon. Thế lại để lên trên là để thịt dọi nè. Thế sau tí nữa mình làm như các món theo mình nữa chị. Trước bạn thích làm đẹp thì bạn lấy một cái thìa ở dưới
bạn lấy cái dĩa, còn bạn cứ quay hướng một hướng tròn lên nhá. Sao mình làm thế? Làm thế cho xinh, cho để lên bàn thế cho mọi người trông hấp dẫn, giống như là những tổ chim cụ nhỏ. Và làm cái này rất là nhanh, không mất thời gian. Sống trông rất ngon và hấp dẫn các bạn nhé. Mình thì chuyên môn ăn loại này khi mỗi khi đi quán Ý. Hôm nay con gái nó về và mình nói giới thiệu với tất cả mọi người cái món này vừa dễ làm dễ ăn và cực kỳ ngon đấy. Thế là mình đã giới thiệu xong với các bạn món này rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hấp dẫn thì hãy chia sẻ với bạn bè và người thân nhé. Cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình phát triển kênh. Mình cảm ơn các bạn và chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Các bạn hãy làm ngay món này ăn, đổi món cho gia đình nhé. Và thử xem người Ý có ăn thế nào. Chúc các bạn thành công với món này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!